Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nghệ án Đất học của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, xứ Nghệ luôn tự hào bởi truyền thống hiếu học và học giỏi. Một trong những thành tích đáng tự hào của giáo dục Nghệ An trong những năm qua chính là kết quả thi học sinh giỏi quốc gia luôn đứng ở top đầu trong cả nước. Và mở đầu chương trình Nghệ An Đất học hôm nay là phóng sự về công tác chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sẽ diễn ra vào tháng 1 hàng năm. Tiếp theo đó, tiểu mục Thắp sáng ước mơ là câu chuyện cảm động, đầy nghị lực của một tân sinh viên trường Đại học Y khoa Vinh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình. Năm nào cũng vậy, sau những bộn bề, náo nức, chuẩn bị cho năm học mới tạm lắng xuống, ngành giáo dục lại bắt đầu những chuyển động cho công tác bồi dưỡng, thi chọn vào đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia hàng năm. Để tạo dấu ấn rõ nét và kết quả nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, ngay từ đầu mỗi năm học, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có sự định hướng, chỉ đạo sát sao, kịp thời. Đây có thể xem là yếu tố quan trọng tạo ra cú hích bên cạnh truyền thống bề dày thành tích học tập của học sinh xứ Nghệ. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo thì hàng năm đều có cái sự chỉ đạo rất sát sao trong cái lĩnh vực này. Cụ thể là thành lập cái ban chỉ đạo tập huấn bồi dưỡng và tổ chức cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Rồi thành lập cái hội đồng tập huấn bồi dưỡng gồm có các giáo viên của trường chuyên trung học phổ thông Phan Bội Châu, rồi các giáo viên dạy giỏi tỉnh và cả cái thầy cô giáo là chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Năm nay, trong tổng số 243 học sinh được lựa chọn tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2014-2015 tại Hội đồng thi Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, ngoài 239 em học sinh của Trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, còn có 4 học sinh đến từ hai trường huyện là Trung học Phổ thông Nam Đàn 2 và Trung học Phổ thông Nguyễn Xuân Ôn, Diễn Châu. Có học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia ở các trường trung học phổ thông địa phương là niềm tự hào, đồng thời còn là cơ hội để cọ sát, vươn tới chiếm lĩnh đỉnh cao trí tuệ, nên các trường, đặc biệt là các thầy cô giáo trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển đã có sự chuẩn bị chu đáo, không những về kiến thức mà còn về tâm lý, bản lĩnh, niềm đam mê cho các em học sinh. Để có sự tự tin đưa các em đi thi, ngoài vấn đề truyền đạt kiến thức, tri thức, thì chúng tôi đã tiếp cho các em nhiệt huyết trong từng bộ môn của chính mình. Ngoài ra thì chúng tôi đã tạo cho các em niềm tin về tri thức, niềm tin rằng là mình sẽ có đủ bản lĩnh để dự thi vào những kỳ thi lớn, sát cánh cùng các bạn trường chuyên, có thể ngang bằng với các bạn trong tri thức. Để chuẩn bị cho các em thì chúng tôi cũng đã lên kế hoạch từ đầu, tích cực động viên các em, tích cực tìm hiểu tài liệu, rồi tích cực trao đổi với các đồng nghiệp đi trước, những người mà đã nhiều năm từng tham gia bồi dưỡng các em, để làm sao cho các em phát huy hết cái khả năng, cái năng lực của mình. Sau những cái kỳ thi như thế này thì các em sẽ có nhiều cái động lực hơn, trường chúng tôi sẽ có nhiều cái động lực hơn trong cái việc phát triển mũi nhọn và chất lượng đại trà. Còn tại trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, thống kê cho thấy những năm học gần đây, trường luôn nằm trong top đầu kết quả học sinh giỏi quốc gia. Và mới đây nhất, năm học 2013-2014 đã có 84 em đạt giải, xếp thứ nhất toàn quốc. Để có những con số ấn tượng đầy sức thuyết phục đó, nhà trường đã tập trung xây dựng nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dạy học, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Trong đó, đặc biệt chú trọng vào hai mũi nội dung là xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên và phát hiện, bồi dưỡng năng lực, niềm say mê cho học sinh. Cái mà quan trọng đó là họ đã xây dựng làm việc với ngoài cá nhân ra thì đó là sự cộng sự
nhóm, tổ chuyên môn để giúp đỡ lẫn nhau. Việc mà chúng tôi phải làm ở đây á, là tìm cho đúng đối tượng, tức là nói cách khác, nói rõ hơn là chọn tuyển học sinh vào phải đúng đối tượng. Và trong những năm gần đây thì chúng tôi đã làm cái đó, khâu đó làm rất tốt. Thực hiện nghị quyết 29 về đổi mới căn bản giáo dục, dạy, học và cách thi cử. Những năm gần đây, nhà trường chủ trương đẩy mạnh giáo dục thực hành và kỹ năng sống cho học sinh. Đây chính là những yếu tố cơ bản đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế đã được cụ thể hóa vào nội dung bồi dưỡng, nâng cao học thức, nhận thức cho học sinh trong các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia. Từ kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, các em sẽ được Bộ Giáo dục Đào tạo tuyển chọn để tiếp tục dự thi ở các kỳ thi khu vực và quốc tế. Và học sinh quốc gia cũng là một thành tích rất là to lớn đối với mỗi học sinh, kể cả học sinh ở các trường chuyên hay là không chuyên. Và sau những cuộc thi dài, sau những lần, những bài test, những khảo sát, thì những áp lực dành cho em, thì em đã cảm, bản lĩnh của em đã được, em đã thay đổi, đã có thể đứng vững trước những áp lực từ bên ngoài. Và những cái này thì không chỉ trong thi cử mà còn có thể giúp em được có thể đứng vững trong cuộc sống. Giáo viên ngoài phải có một năng lực chuyên môn thật là vững vàng, thì phải không ngừng trau dồi những cái kỹ năng sư phạm của mình, phương pháp truyền đạt này, phải luôn tìm tòi mày mò nghiên cứu để có những cái phương pháp hiệu quả nhất đối với học sinh. Hơn nữa thì còn phải truyền được niềm đam mê môn học của mình đối với học sinh, đây cho các em một cái ý chí nỗ lực, một cái động lực phấn đấu để có thể chiếm lĩnh được những cái đỉnh cao mới của trí thức. Kết hợp các yếu tố căn bản, xây dựng đội ngũ, khai thác tiềm năng học trò trên nền giáo dục toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, xây dựng các điều kiện phục vụ dạy và học, làm tốt công tác tôn vinh, đãi ngộ giáo viên và học sinh có thành tích chính là chìa khóa vàng để Nghệ An gặt hái được nhiều thành công trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, trong đó có kết quả thi học sinh giỏi quốc gia hàng năm. Với mỗi học sinh, thì tờ giấy báo trúng tuyển đại học sau khi kết thúc chương trình trung học phổ thông thường đồng hành với niềm vui và biết bao sự định ấp ủ cho tương lai. Vậy nhưng cũng có không ít học sinh được có mặt tại giảng đường đại học là quyết định rất khó khăn với gia đình và bản thân các em. Các em đã trải qua những cảm xúc gì và làm thế nào để có thể nuôi dưỡng, thực hiện được ước mơ mà mình theo đuổi? Mời quý vị cùng chúng tôi đồng hành với ước mơ của Phượng. Dãy phòng trọ được nhiều sinh viên xa nhà trường Đại học Y khoa Vinh chọn làm nơi ở và học tập vì gần trường, chi phí sinh hoạt lại không quá tốn kém. Tân sinh viên Nguyễn Thị Phượng đang tranh thủ ôn bài để chuẩn bị cho buổi học sắp tới. Ít ai biết rằng, để có được những giây phút như ngày hôm nay, Nguyễn Thị Phượng và những người thân trong gia đình em đã phải trải qua chuỗi thời gian và quyết định thực sự khó khăn. Phượng nhớ như in ngày em nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Cả nhà em buồn nhiều hơn vui. Người buồn nhiều nhất là mẹ. Em đã nghĩ rằng mẹ không muốn làm việc nhiều hơn, không muốn vất vả hơn với em. Nhưng sau khi được vào học trường Đại học Y khoa Vinh, thì em mới cảm nhận được rằng mẹ vì thương em, vì sợ em thua thiệt bạn bè nên mới không muốn cho em đi học. Và đặc biệt là mẹ sợ em phải bỏ học giữa chừng. Ngôi nhà nhỏ của Phượng ở xóm 11, xã Thanh Tiên, Thanh Chương. Phượng là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Năm 2009, sau khi mẹ sinh em trai thứ tư, bố chuyển bệnh nặng. Mẹ Phượng phải làm đủ công việc để duy trì cuộc sống của cả gia đình. Tranh thủ lúc nông nhàn, mẹ rong ruổi làng trên xóm dưới mua bán phế liệu. Thời buổi của khôn người khó, mỗi bữa từ thu mua phế liệu, mẹ kiếm được khoảng 20 đến 30 ngàn đồng. Thương mẹ vất vả, Phượng chỉ biết học thật giỏi. 12 năm học, em luôn là học sinh giỏi.
ở trường Trung học Phổ thông Thanh Chương 1, nơi Phượng vừa trải qua 3 năm học cuối cấp. Nguyễn Thị Phượng là một tấm gương tiêu biểu về tinh thần vượt khó. Hoàn cảnh học tập rất là khó khăn, nhưng mà được sự đồng viên của các thầy cô thì em đã có cái sự cố gắng vượt bậc, học hành rất là chăm chỉ, ngoan ngoãn, là một những học sinh mà được xếp loại giỏi của lớp. Thì trong năm học 12 thì em thì bực trước cái sự khó khăn đó thì em lại càng phấn đấu hơn nữa. Bằng cái sự quyết tâm của em thì em đã nhập học, và các thầy cô ở trường cũng tin tưởng rằng trong một cái thời gian sắp tới thì bằng cái sự nỗ lực của em thì em sẽ có đạt được cái kết quả cao trong 7 năm học ở Đại học Chí Vinh. Nhờ họ hàng, người thân, láng giềng, động viên giúp đỡ, cũng vì phải cân nhắc đắn đo, quyết định để con gái được đi học và lo liệu khoản tiền học phí và các khoản đóng góp đầu năm, Phượng nhập học chậm 2 tuần lễ. Cho con đi học, chị Nguyễn Thị Thuận càng phải cần mẫn với những việc có thể đem lại thêm chút thu nhập cho gia đình. Những dịp cuối tuần con gái không về, chị lại thêm chạnh lòng xa xót. Chờ con nói mẹ này đi này, mẹ cứ cho con đi đi, con chỉ mẹ cứ cấp gạo cho con, sau nữa mẹ cứ cấp gạo đó, xuống con ăn mỏi không được, con sốp không được, rồi để cho con cho nó bùng là được, thì nó không cần vì thịt cả. Mỗi lần nhớ lại nó cứ tủi nước mắt rượt, biết nói nắng nói được như là nói ra rồi là cứ tủi nghi cờ con nói là cứ tủi rồi nên con như bơ nói này, mẹ con nhớ nhá, nhớ nhà ông ở dưới này, nhớ nhà ông ở dưới này, chứ không được về, về không có tên, về một lượt là 70 nghìn, là cả đi cả về. Nhớ là mẹ này ở dưới này, đừng có về. Trường có chỗ cho sinh viên ở xa tá túc, nhưng để tiết kiệm tiền cho mẹ, Phượng cùng hai người bạn ra ngoài thuê trọ. Hàng tuần, hàng tháng, gia đình gửi gạo, muối mắm và rau củ. Chỉ cần mỗi bữa mua thêm chút thức ăn là đủ. Con đường trước mắt và duy nhất bây giờ đối với sinh viên Nguyễn Thị Phượng là học và học thật giỏi mà thôi. Em ngồi học đấy thì cũng đồng nghĩa với sự vất vả của mẹ sẽ phải tăng lên gấp bội, gấp nhiều lần hơn nữa. Và em nghĩ đến mẹ thì em lại có động lực để có thể tiếp tục học và nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ giỏi của mình. Vì vậy, dù vất vả, dù phải thua thiệt bạn bè, dù phải gặp nhiều khó khăn trong việc học tập, thì em vẫn phải cố gắng, phải nỗ lực hết mình để hoàn thành chuyện việc học. Mỗi ngày bây giờ với Phượng càng thêm ý nghĩa. Trong bài học của cô sinh viên nghèo Nguyễn Thị Phượng có hình ảnh của những người đã giúp em được đi học, có dáng vẻ tảo tần khuya sớm vất vả cực nhọc lao động, mong kiếm thêm đồng tiền lo cho chồng, cho con của người mẹ một đời lam lũ. Đó sẽ luôn là nguồn động viên tinh thần và tiếp thêm ý chí, nghị lực để em nỗ lực hoàn thiện ước mơ đẹp đẽ của mình. Dẫu thật nhiều khó khăn, thử thách ở phía trước, nhưng với nghị lực vượt khó, chúng ta chúc cho ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi của sinh viên Nguyễn Thị Phượng sớm trở thành hiện thực. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương trình sau.